Rồi, bây giờ để làm được cái ảnh thumbnail đó thì đầu tiên chúng ta vào cái thư mục CH Play các bạn. Rồi, cái chỗ này tìm kiếm nè. Chúng ta gõ vào là thumbnail YouTube nè ha. Rồi các bạn chọn cái dòng đầu tiên nè, chữ T đó. Rồi mình đã cài rồi, thành ra là nó có cái tự mở. Rồi sau khi mà các bạn cài xong rồi đó thì chúng ta sẽ nhấn vào chữ mở ha. Rồi đây chính là giao diện của cái phần mềm mà làm một cái ảnh thumbnail cho cái video trên kênh YouTube của mình đó. Thì bên trái là để là YouTube thumbnail, còn bên phải là YouTube cover nè. Thì YouTube thumbnail là cái chủ đề mà chúng ta đang tìm hiểu nè, ta đang làm nữa ha. Thì nó có để cái độ phân giải là 1280 720 nè. Còn bên YouTube cover là 2560 1440. Thì bên cái thì một bên phải này đó, chúng ta sẽ làm để tạo một cái ảnh cho cái kênh YouTube, ảnh bìa kênh YouTube. Còn cái chủ đề mà chúng ta đang nghiên cứu hôm nay đó chính là cái ảnh ảnh bìa cho cái video. Rồi chúng ta chọn vào cái YouTube thumbnail. Rồi đây chính là cái giao diện của phần mềm chúng ta đang làm ha. Thì đây là cái nền đầu tiên là nền màu đen nè. Chúng ta có thể thay những nền khác ha, tùy theo cái thích của mỗi người. Rất là nhiều cái nền ha, mình kéo qua mình xem cái nào ít thích thì mình sẽ chọn nó ha. Rất là nhiều cái nền đẹp. Rồi còn nếu như mà chúng ta không thích những cái nền này thì các bạn sẽ chọn cái màu sắc mà color nè ha. Rồi các bạn thích màu nào các bạn chọn màu đó, màu xanh hay là màu đỏ hay là màu vàng gì đó, tùy các bạn ha, thích màu nào chọn màu đó. Nhớ dùng nhìn chọn, chọn đang chọn màu vàng ha, nhấn vào ok đó, nó ra màu vàng nữa ha. Rồi chúng ta sẽ thực hiện trên cái nền màu vàng trước đi. À, chúng ta nhấn vào cái chữ test là cái chỗ viết chữ nè. À, rồi các bạn nhấn đúp vào đây ha, nhấn hai cái là nó sẽ cho mình chỉnh lại, chỉnh sửa lại cái chữ mà chúng ta đang thực hiện cho cái video của mình ha. Mình muốn gõ cái gì đó mình gõ. Ví dụ như mình gõ là mẹo tăng được đăng ký gì đó ha, chúng ta gõ vào mẹo tăng lượt đăng ký ha. Cho YouTube. Rồi, xong rồi thì chúng ta nhấn vào chữ hoàn tất ha. Ok. Rồi ha, các bạn tùy chỉnh nè. Các bạn kéo lớn kéo nhỏ nè ha. Đó. Mình nhấn vào mũi tên này nó sẽ kéo lớn kéo nhỏ đó. Rồi. Rồi mình nhấn vào cái chỗ hình vuông màu đen nè thì thu lại và kéo ra ha. Tùy mình chọn thế nào cho nó đẹp nhất thì mình làm. Rồi ở hàng dưới này nó có một số cái thư mục nè các bạn xem nè ha, có rất nhiều. Rồi chữ T nè. Đó, là mình in đậm. Rồi Y là in nghiêng, rồi chữ U là nghịch dưới nè ha, tùy cạnh trái, cạnh phải, cạnh giữa. Mình nhấn vào chữ B là nó in đậm. Ha, in đậm. Rồi quay lại. Nhấn vào chữ A. Thì cái chữ A này nó sẽ làm cho cái chữ của mình hiện tại đó, nó sẽ có cái viền. Ha, mình hiện tại là đang ở viền màu đỏ. Các bạn có thể chọn cái màu khác
ở bên cái chỗ stroke care này ha, nó đang màu đỏ đó thì mình chọn màu khác cũng được tùy mình ha. Còn mình xài màu đỏ thì mình giữ nguyên đó, mình các bạn canh chỉnh nè, nó cái gì nó nhạt hoặc là cái gì nó tăng đậm lên ha, tùy mình chọn thôi. Rồi ok, rồi chữ U cũng vậy ha, đó mình kéo về kéo tới cái đuôi gì đó. Đó thì cái chữ nó thay đổi theo cái sự điều chỉnh của mình ha. Đó. À, nó chữ nó lem ra rồi, ví dụ vậy đi. Rồi các bạn qua chỗ color nè ha, color là màu, hiện tại là màu đen thì mình thích màu nào chọn màu đó. Đó hết thấy đường luôn, màu xanh đó. Thì mình thích cái nào chọn, chọn làm sao mà cho nó cái chữ mình nổi lên ha, để nó không có bị trùng lập với cái màu nền đó. Màu tím cũng được nè, màu hồng thì cũng tiêu tan luôn, mất tiêu luôn đó. Màu tím, màu vàng thì cũng nó cũng không hợp tại vì nó trùng với cái màu nền thì cũng không hay ha. Màu xanh rồi chọn màu tím đi, màu tím ok. Rồi qua chỗ dưới phông, phông nè, thích phông nào chọn phông đó đó. Mình coi thử ha, cái nào được mình chọn. Đó. Rồi, nếu mình ăn ý mình ok. Rồi ha, còn rất là nhiều những cái thi mục khác thì mình tự mình tìm hiểu thêm. Đó. Rất nhiều. Rồi, chúng ta di chuyển lên trên đi. Các bạn kéo lớn ra. À, kéo lớn kìa. Rồi tương tự như mình muốn thích đánh chữ gì đó thì mình đánh dưới ha. À, ví dụ như là chúng ta thêm chữ nữa, test. À, mình gõ vào là 6 ngày đạt 1.000 sub gì đó, cho nó thu hút cái người xem. Rồi ha, 6 ngày. Đạt 1.000 sub, subscribe đó. Rồi hoàn tất. Ok. Rồi cái thao tác là cũng tương tự như hồi nãy thôi. Nhấn in đậm nè. Rồi các bạn canh giữa, canh phải, canh trái gì đó tùy. Chữ A ha. Đó. Nó tạo cái viền cho cái chữ của mình ha. Rồi tương tự các thao tác này mình làm tương tự như hồi nãy. À, cái này là màu nè. À, nhìn thấy màu đen cũng được rồi ha. Phông. Kéo lên. Ok. Rồi bây giờ mình muốn đưa vào một cái hình nữa. Ha. Ví dụ như mình đang làm chủ đề là mẹo tăng lượt đăng ký cho kênh YouTube. 6 ngày đạt 1.000 subscribe. Rồi mình thêm vào một cái chữ nữa là trên điện thoại đi ha. Trên điện thoại. Ok. Hoàn tất. Ok. Ngày mình chọn in đậm. Chữ có viền hoặc là không viền ha, tùy mình thôi. Ha, khỏi viền đi. Màu đen được rồi. Phông. Mình chọn cái phông nào cho đẹp, cho nó trùng chứ không cho đen đi. Hay là muốn phông khác cũng được, tùy thôi. Thích nào chọn đó. Đó, xấu quắc luôn. Rồi đây. Như vậy khi mà chúng ta nói là 6 ngày đạt 1.000 subscribe trên điện thoại thì mình phải đưa hình ảnh cái của cái điện thoại vô ha. Thì để mình đưa vào được chúng ta chọn vào cái mục là thích cơ nè ha, thích cơ.
Trong này thì nó có nhiều biểu tượng mình có thể xem thử nè ha. Đó, động vật nè, rồi hình ảnh nè ha, hình tròn gì đó, rất là nhiều. Mình muốn được chèn vào cái nào thì mình thích thì mình chèn vào cái đó ha. Rất nhiều cái hình ảnh để nó chèn vào đó. Còn không thì các bạn sẽ vào cái chỗ là gallery nè ha. Đó, rồi mình muốn chèn nào đó mình chèn ha. Đây là cái hình ảnh trong cái máy của mình đó. Rồi muốn chèn hình ảnh nào mình tìm đi ha, mình tìm điện thoại đi để chèn điện thoại vô đây đó. Đó, rồi mình chỉnh, mình tùy chỉnh thôi đó, mình kéo ra đó. Ok chưa? Rồi, nên mình tìm chỉnh nó, chỉnh cho đẹp. Kéo giãn ra. Mày lớn lên. Mày lớn lên. Rồi, ok. Tùy các bạn ha, các bạn làm cho đẹp. Màu mình chỉnh màu lại ha, thì tùy thế thích của mình miễn sao mà cái hình ảnh của mình nổi lên được rồi. Để thu hút được người xem ha, đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nó cũng góp phần cho cái kênh của mình được tăng thêm cái lượt đăng ký cũng như là cái lượt xem của cái người xem đó các bạn. Đó, ok. Rồi khi mà chúng ta canh chỉnh xong hết trơn đó thì chúng ta nhấn vào cái nút sale. Ha, nhấn vào nút sale. Hoặc là các bạn muốn đưa vào cái hình mình trong này thì mình có thể chọn vô cái chữ tích cơ nè. Ha, tiếp tục vào chữ gallery. Đó là thiên viện ảnh của mình đó. Rồi mình chọn bộ sưu tập. Rồi bây giờ ví dụ như mình đưa cái hình của mình cho trong cái ảnh thumbnail này à, bây giờ nó chưa có đẹp nữa ha. Nó không đẹp, nó còn câu ghi lum la nữa ha, nó chưa có đẹp. Bây giờ để mình lấy cái khúc của cái đầu thôi thì mình sẽ vào cái chỗ là chữ shape nè, hình ổ vuông nè, bấm vào chọn đó. Thì trong này nó sẽ có rất là nhiều cái hình để mình chọn cho nó phù hợp ha. Mình chọn hình tròn đó, đó. Cho nó lấy cái đầu không nè ha. Đó, ok rồi, chỉnh đi ha, chỉnh thì chỉnh vô đó. Thì do cái hình này nó lớn quá, nếu mà chúng ta thấy nó kỳ chúng ta bỏ. À, các bạn chụp cái hình sao mà cho nó sai chút thì mình lấy nó rất đẹp các bạn. Rồi đây là cái ví dụ đây các bạn hiểu thôi. Rồi này mình sẽ bỏ đi. Ít. Rồi xong hết trơn rồi các bạn nhấn vào nút save, chúng ta save lại. Yes. Rồi thì đó là mình đã vừa làm xong cái ảnh thumbnail mà dựa vào cái phần mềm mà trong cái thư viện CH Play các bạn. Rồi mình ơi, mình kiểm tra lại coi như thế nào, đẹp không? Ha, đây là cái ảnh mà mình vừa làm xong nè. Ha, rất đẹp ha. Rất đẹp. Rồi lúc này chúng ta sẽ, khi mà chúng ta đăng video lên đó, thì mình sẽ chọn cái ảnh này để mà mình trang vào làm cái ảnh nền. Còn gọi là ảnh thumbnail đó. Ha. Thì cái vấn đề mình chia sẻ hôm nay đến đây là hết. Xin chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.